bản Sa Ná thuộc xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi cơn lũ dữ bất ngờ quét qua hồi đầu tháng 8 năm 2019. Năm tháng qua, nơi đây đang dần hồi sinh trở lại, hứa hẹn một cuộc sống ấm no, đủ đầy tại nơi ở mới. Trong những ngôi nhà kiên cố được quy hoạch san sát nhau mới được xây dựng, người dân tất bật dọn dẹp, bố trí lại đồ đạc và hoàn thành những công việc để đón mùa xuân mới. Cuộc sống của em bây giờ thì được sự quan tâm của nhà nước, bây giờ thì em cũng sau này cũng chỉ hướng về tương lai thôi. Bây giờ những chuyện buồn thì em cũng nhớ, nhưng mà bây giờ thì không biết làm sao được. Sau này thì em cũng tìm sang năm cũng phải tìm được công ăn việc làm ổn định. Trong ngày Tết đến xuân về, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã đến thăm và tặng quà cho 51 hộ dân bản Sa Ná. Khả năng phục hồi, tái thiết kể cả nơi ăn chốn ở cho đến phục hồi sản xuất thì dưới sự chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan Sơn, chúng tôi đánh giá là chỉ đạo rất là tốt. Cụ thể là 113 cái ngôi nhà mà bị thiệt hại thì đến giờ phút này đã khắc phục xong hoàn toàn, có nơi ăn chốn ở để bà con kịp đón cái Tết cổ truyền canh tí. Thứ hai là tất cả các thiết chế hạ tầng khác, từ đường, từ trường học thì hiện nay đang tích cực hoàn thành. Cùng với đó là cái chăm lo đến cái sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, nhiều tổ chức đơn vị đã chung tay hỗ trợ nhiều món quà có ý nghĩa với mong muốn mang đến cho người dân vùng lũ bản Sa Ná, xã Nam Mèo đón một cái Tết thật đầm ấm để họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.